Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay tôi sẽ làm một video chia sẻ cho bạn cái trường hợp mà bị hỏng rô của cái máy mài. Đây là một cái máy mài Matech 964 các bạn ạ. Cái trường hợp mà hỏng rô Matech và hỏng rô như thế này, Matech nói riêng và hỏng cái rô to như thế này nói chung thì ai cũng muốn các bạn ạ. Tôi nói đây các bạn nghe nó hơi ngược đúng không ạ? Tại sao tôi nói là ai cũng muốn? Tại vì sao? Trường hợp hỏng cái rô mà ở trong những cái máy cầm tay nói chung và cái máy mài Matech này nói riêng thì ai cũng muốn là như nào? Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao nói là hỏng mà còn muốn như vậy? Nó hơi ngược đúng không các bạn? Thì đây là một hiện tượng hỏng rô to là do bạn biết tại sao ạ? Tức là nó bị mòn hết cổ góp. Đó. Mà mòn hết cổ góp có nghĩa là như nào các bạn? Tức là đây không phải là do chúng ta mài mòn hay gì, mà tức là do cái rô to này nó chạy đến mức mà mòn hết cả cổ góp đi các bạn ạ. Tại sao tôi nói thế? Vì ví dụ như các bạn đi một cái lốp xe máy chẳng hạn, thì các bạn đi đến một thời điểm nào đó thì cái lốp xe máy nó tự mòn hết đúng không ạ? Đấy, đấy là người ta gọi là cách hao mòn tự nhiên. Tôi gọi là hao mòn tự nhiên. Thì hao mòn này là hao mòn tự nhiên hay hao mòn mặc định thì nó sẽ bị hết dần theo thời gian. Và bạn thấy rằng cái tuổi thọ mà ở trường hợp hao mòn đấy là trường hợp cũng là lâu nhất đúng không? Trong trường hợp rất nhiều trường hợp mà cái rô to của máy cầm tay nó bị cháy hay nó khác là nó bị không sử dụng được, nó có rất nhiều nguyên nhân, nó chết rất nhiều lý do dẫn đến cái rô to của cái máy cầm tay nó bị hỏng các bạn nhé. Đó, rất nhiều lý do. Thế nhưng trong tất cả các lý do thì lý do này là một cái lý do dễ chấp nhận nhất, đó là mòn cổ góp. Đó, nó mòn cổ góp như này, tức là hao mòn một cách tự nhiên, nó mòn như này thì đương nhiên là mình gọi là hết tuổi thọ đấy. Có những trường hợp mà nó cháy rô to, mà trong trường hợp mà cái rô còn rất là mới các bạn ạ, cổ góp rất là mới mà cháy thì nó có thể do lỗi nào đó, còn không phải lỗi mòn. Còn trường hợp mà mòn cổ góp này là gặp rất nhiều ở những cái động cơ, đó là máy công ty các bạn nhé. Chỉ có máy công ty thì nó mới có trường hợp nó hỏng này, vì những máy công ty là một cái máy nó rất là bền về phần điện, khiến cho phần mòn về cơ này là hao mòn tự nhiên này nó sẽ xảy ra ở những cái máy hàng công ty, hàng chất lượng cao các bạn nhé. Thì thế chính vì lý do đó mà tôi mới nói là tại sao mà cái trường hợp hỏng rô ở máy cầm tay như thế này ai cũng muốn, tức là mình dùng mòn đến mức độ hết tuổi thọ thôi. Đó. Còn trường hợp mà cổ góp nó còn rất là mới mà nó hỏng thì rất là tiếc các bạn ạ, vì một lý do là nó hỏng thì rất là tiếc. Đó. Đây là một con máy mài cầm tay của Matech các bạn ạ. Máy này thì chạy cũng rất là bền, tương đối là bền. Máy này là sản phẩm thương hiệu Matech, sản xuất của công ty Makita các bạn nhé. Công ty Makita, sản phẩm của Makita và phần bốt nó là một sản phẩm rất chi là uy tín, các bạn biết rồi đấy, chất lượng tầm cỡ quốc tế thì các bạn tiêu chuẩn quốc tế rồi đó. Thế thì các cái máy cầm tay nói chung và các máy cái rô của máy này nói riêng thì nếu nó hỏng trong trường hợp này thì chúng ta thay cái rô này đi là xong các bạn nhé. Nhưng nếu chúng ta thay đúng cái rô hàng công ty vào thì chất lượng dùng lại tương đương như mới thì các bạn ạ. Đó, nhất là về bi cơ nó cũng nó mòn thì chúng ta cũng thay cả bi cơ bi đi. Đó, và chúng ta kiểm tra bánh răng nữa xem bánh răng còn sử dụng được không. Nếu không sử dụng được bánh răng chúng ta có thể thay cả bánh răng đi nếu bánh răng nó bị mòn quá. Thì đây là những cái hao mòn về cơ thì chúng ta có thể chấp nhận được các bạn nhé. Đấy, còn mọi lý do về điện thì chúng ta không nói đến ở đây. Vâng, qua video này tôi chia sẻ cho các bạn biết thêm được cái trường hợp mà hỏng rô to trong máy cầm tay nói chung và máy mài Matech nói riêng. Và hỏng như thế này ai cũng mong muốn các bạn nhé. Bạn nhớ là ai cũng mong muốn hỏng như này. Và tức là nó chạy trong trường hợp mà mòn như này là trường hợp là gọi là chạy nhiều nhất rồi các bạn ạ. Cái số giờ làm việc nhiều nhất rồi. Đó. Còn đương nhiên nó một cái yếu tố nào đó, ví dụ như chúng ta thay than nó kém, than nó xấu, nó đều, nó kém thì nó làm cho cổ góp nhanh mòn hơn chẳng hạn. Đấy thì nó là khác đấy các bạn nhé. Thì tôi không nói ý trường hợp đặc biệt ở đó, và tôi chỉ nói cái tính chất chung thôi. Và qua video này thì cho các bạn thấy rằng là một trường hợp hỏng rô mà ai cũng muốn.
và chúng ta cũng sẽ vui vẻ thay nó một cách tự nhiên thôi các bạn nhé. Giống như chúng ta đi xe nó hỏng thì chúng ta phải thay lốp thôi. Vâng, chào các bạn, qua video này các bạn biết thêm được cái trường hợp này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhé, cập nhật những thông tin mới về những cái máy cầm tay. Vâng, xin chào các bạn.